Cái này nó chết luôn. Lại nhá. Không, đừng chửi em nào. Đừng chửi em nào bị đi nha. Em chuẩn bị làm một cô sao lớn rồi đấy. Bảo anh ấy quay lại đi để em xin lỗi anh ấy. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh nào, đã chửi anh ạ. Em một ngôi sao lớn. Một ngôi sao của tương lai. Em xin chân thành xin lỗi anh. Anh tha lỗi cho em nhé. Anh đừng giận em nhá. Em chuẩn bị làm một ngôi sao lớn nha. Thế là anh đừng giận em nhá. Ai đó gọi anh ấy để vào mình xin lỗi đấy. Chưa lên 3 sao mà. Khi nào lên 3 sao là em được một ngôi sao lớn nữa này. Em thề luôn á. Em tự nhiên vào chửi mình chứ. Còn ông tưởng cờ là level cao xong mới là ôi chuyện ôi ngôi sao lớn. Bố thằng điên. Em thề luôn á. Em thề nhất là đứa nào mà chửi em và ghét nhất mấy con idol bắt nạt tao. Nếu là mấy con idol báo cáo mà cơ. Anh con. Đúng không? Em chịu một khởi thề luôn á. Tự nhiên em đừng tưởng em là ngôi sao lớn. Em thích là ngôi sao được không anh? Có được không anh 12 nhà bao bìa? Anh có biết thịt ngáo không? Em gái của thịt ngáo nha. Em gái của thịt ngáo nha mọi người. Nhà em cũng bao việc luôn ấy. Sao em nóng ruột lắm chứ trời ạ. Tự nhiên tự đi vào xong mà chửi mình một logic xong. Đó là gì? Ê, dù nó chửi nhau đi. Hello mọi người, hello thỏ nha. Thịt ngáo mọi người nghe chưa? Lúc này là thịt ngáo đấy. Mọi người cẩn thận nhá, bà nhà bao việc luôn. Cảm ơn anh Sniper. Nhà bao việc luôn anh em. Sợ thế mà nhà bao việc. Anh em thịt ngáo đấy mọi người. Khác bạn làm sao mà thịt ngáo được. Khác bạn làm sao mà thịt ngáo mà. Thịt ngáo làm sao mà bằng nhà bao việc được. Nhà bao việc lại không bằng khác bạn. Thịt ngáo. Không. Nhà bao việc làm sao mà thành ngôi sao lớn được. Đúng không? Nhà bao việc làm sao thì ngôi sao lớn được. Với cả nhà bao việc ấy. Nhà bao việc phải tìm cái huấn hào hoa. Không làm ngôi sao thì ăn đầu bùi. Đấy đúng không? Cho nhà bao việc. Nếu mà không trở thành một ngôi sao thì chỉ có ăn cắt và ăn đầu bùi thôi. Đấy đúng không? Nghe chưa nào nhà bao việc ơi. Thân gửi đến anh nhà bao việc nha. Nhà bao việc. Đúng rồi, cất ăn đầu bùi. Thấy chưa? Nếu mà không trở thành một ngôi sao thì không? Ngôi sao lớn. Đứng vững nghe chưa? Thằng anh con. Em không thủ dai, em cay. Em cay đúng không? Mọi người biết cay không? Thằng điên. Nhà quê mày đặt nó chạy nhở, nó đang bảo vệ đời em nhỏ mọi người hiểu không? Nó nghĩ nó là ai? Huấn hào hoa, không thấy nhung hoa hồng đây à? Huấn hào hoa, không biết tên nó là gì, chưa biết tên là nhà bao việc luôn, nhưng mà chắc thằng anh em của thịt ngáo chắc chắn luôn, nó vẫn không bằng nhung hào hoa luôn, nó là ngôi sao đó.
thoải mái cứ vãi trưởng ngô sao chụp cháu em buồn cười thề quá lắm mẹ thằng điên ngồi sao con sụp lắm đấy các bạn, em nói sụp lắm đấy, thề luôn nó tự nhiên màu không không cũ thì ta điên. À có một người bảo em, đang người ta chửi em, một ngôi sao lớn trên màn hình ảnh.